Nhận định chứng khoán ngày 13 tháng 7, VN Index phục hồi, củng cố đáy ngắn hạn. Lực cầu mạnh được kích hoạt trong phiên giao dịch hôm 12 tháng 7 đã giúp chỉ số VN Index tăng tới 19,53 điểm, đóng cửa ở mức 1.174 điểm, qua đó góp phần củng cố vùng hỗ trợ quanh 1.145 điểm. Nhịp phục hồi tốt của VN Index giúp nhiều cổ phiếu tạo thành vùng đáy ngắn hạn. Và khi số lượng cổ phiếu tạo đáy nhiều lên, thị trường sẽ có sự đồng thuận hồi phục tốt hơn. Theo công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, với xung lực như hiện tại, VN Index vẫn chưa có dấu hiệu sẽ thoát ra khỏi vùng 1.150 đến 1.220 điểm, nhưng đà hồi phục ở nhiều cổ phiếu sẽ vẫn tốt bởi mức giảm trước đó đã quá đà so với giá trị nội tại của doanh nghiệp. Công ty chứng khoán này cho rằng, trong bối cảnh thanh khoản thị trường còn thấp và dòng tiền còn yếu, những cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ dễ hút dòng tiền, tăng mạnh hơn những cổ phiếu có vốn hóa và thanh khoản lớn. Đồng quan điểm, công ty cổ phần chứng khoán MB nhận thấy dấu hiệu dòng tiền đang quay lại ở nhóm cổ phiếu đầu cơ, chủ yếu là các cổ phiếu bất động sản vốn hóa nhỏ. Cùng với đó, nhóm dầu khí cũng có phiên tăng điểm mạnh mẽ. Ngoài ra, nhóm cổ phiếu ngân hàng và năng lượng cũng hồi phục trên diện rộng. MBS khuyến nghị nhà đầu tư nên tập trung vào cổ phiếu cụ thể thay vì tham chiếu chỉ số chung của thị trường. Việc chỉ số có thủng đáy hay không lúc này cũng rất ít ảnh hưởng đến nhiều cổ phiếu đã giảm sâu. Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể túc tắc giải ngân đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng, dầu khí, bảo hiểm, hoặc có thể cơ cấu một phần danh mục để chốt đinh đối với nhóm cổ phiếu đầu cơ. Theo công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt, thị trường có thể xuất hiện quán tính tăng trong phiên sáng ngày 13 tháng 7 và VN Index sẽ có những nỗ lực kiểm định kháng cự tại vùng 1.182 đến 1.190 điểm. Nếu lực mua được cải thiện tại nhóm cổ phiếu dẫn dắt, giúp VN Index đóng cửa trên 1.190 điểm, chỉ số có thể duy trì đà tăng hướng lên kháng cự tiếp theo tại vùng 1.220 đến 1.235 điểm.